Hi, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chị Tây khoa học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Trong chiều hôm qua thì mình không có ra video hướng dẫn mọi người ha. Hôm qua mình hứng hứng thì mình hát hai bài chơi. Hát xem như là tặng mọi người ha. Hai bài ca khúc nó cũng khá trẻ, nó cũng trữ tình, nó cũng khá rất là điệu đi khá là hay. Rồi thì trong buổi sáng hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái chủ đề đó là tam giác nằm trên đường sinh mệnh mọi người ha. Thì cái này mình có nói mấy lần nhưng mà tại chưa có thời gian để làm á, thì hôm nay mình sẽ làm về cái chủ đề cái tam giác khi mà nó xuất hiện ở trên cái đường sinh mệnh. Rồi, thì cho mình 10 giây mình giới thiệu lại cái kênh của mình cho nhiều khi anh chị mới, các bạn mới mới vào kênh mọi người nhé. Thì kênh của mình đó là kênh hướng dẫn cho mọi người về nhân tướng chị Tây, phong thủy tử vi, mang tính khoa học, không có mê tín dị đoan ở trong đó mọi người nhé. Còn nếu mà ai muốn liên hệ mình đó để xem mà cái chi tiết cả cuộc đời hay gì ha, thì cách xem của mình đó là nếu mọi người đang ở cái độ tuổi nào á, ví dụ như 35, 40 hoặc là gần 50 hay gì đó, thì khi tìm đến mình đó, mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từ cái lúc mà 20 tuổi trở ra, từng năm như thế nào cho đến cái tuổi hiện tại của mọi người, và từng năm từ cái tuổi hiện tại cho đến cuối cuộc đời, về mọi mặt trong cuộc sống như là về công việc, công danh, vận may, rồi tài sản, nhà cửa, đất đai, từng thành công, từng thất bại trong cuộc đời, rồi vợ chồng, vợ chồng con cái mọi người nhé. Rồi thì giới thiệu như vậy thôi. Hôm nay mình có nãy mình có tải ba cái hình ảnh Tây ở trong cái hội mà mình quản lý mọi người ha. Mình lấy những cái hình ảnh Tây mà nó có cái tam giác nó xuất hiện ở trên cái đường sinh mệnh này mọi người ha. Lấy cái gì? Thì trước tiên mình mời hỏi mình hướng dẫn mọi người một cái nha. Nếu mà trên đường sinh mệnh á, là mọi người thấy có một cái tam giác ở đây ha, cái đường sinh mệnh là cái đường này, cái đường gần vòng cung này ha. Đó thì nếu mà có tam giác mà nó xuất hiện ở như vậy như như tay mình ha, thì đó là nó nói về cái nhà cửa, cái nơi bạn ở, nó sẽ gần ở cái vùng sông nước, ao hồ gì đó nha. Đó thì cái này là cái đầu tiên mọi người nha. Mà mọi người nhớ nha, khi mà nó xuất hiện cái tam giác này á, là nó xuất hiện là nó từ cái đường sinh mệnh này nha, chứ nó không phải là nó cắt từ trong cắt ra nha. Đó, nó rời ra, nó ở trên đường sinh mệnh mà nó tạo ra một cái tam giác như vậy, thì đó là nó nói về cái nhà cửa bạn ở nha, là gần ao hồ sông nước. Còn nếu mà nó cắt từ trong ra mà nó tạo ra thành tam giác thì nó lại là dấu hiệu khác mọi người nha. Không biết mình có cần lại phải lấy hình ảnh tay ta, hay là nói luôn bài hướng dẫn như vậy thôi, mình hướng dẫn luôn đi ha, khỏi cần lấy tay chi. Để mình ngồi sát lại nhé. Rồi bây giờ mình vẽ cái đường sinh mệnh ra mọi người nha. Rồi thì cơ bản đây là cái đường sinh mệnh mọi người nha. Nếu á mà trên tay á, nó xuất hiện cái tam giác, thì những cái tam giác này á, là nó thường nó là sự kết hợp của những đường thẳng đi lên, tức là những cái đường mà mình đã hướng dẫn cho mọi người á, đó là cái đường thành công ha. Và một cái đường nó đâm ra. Nếu mà như cái hồi nãy mình hướng dẫn cho mọi người đó là một cái tam giác mà nói về nhà cửa ở gần ao hồ sông nước, thì nó là như vậy ha, thường là nó sẽ nằm ở vị trí như vậy ha, tức là nhà của bạn ở nơi bạn ở nó sẽ gần ao hồ sông nước nha. Đó. Rồi cái dấu hiệu thứ hai là nếu
mà nó tiếp giáp với cái đường chỉ đạo. Đây. Mọi người thấy ha, ở cái phần đầu cái đường chỉ đạo á, mọi người thấy mà tay mình mà có cái nó hiện lên cái tam giác như vậy ha, hoặc là nó gần vô như vậy, thì đó là cái dấu hiệu nó nói lên là cái tuổi nhỏ của bạn, tuổi nhỏ hoặc là tuổi tuổi trẻ. Tại vì cái khoảng thời gian này nè, từ đây cho đến đây thì nó sẽ là cái tuổi trẻ và tuổi nhỏ của mọi người nha, của một bàn tay đó. Cho nên nó khi mà ở cái khoảng thời gian này nó xuất hiện á, là nó sẽ nói về cái nạn. Mấy nạn thì nếu như mọi người mà hay đi xem bói ở bên ngoài địa phương hay là đâu đó thì người ta có nhìn cái dấu hiệu này là người ta sẽ nói các bạn là sẽ bị chết hụt. Thì cái tam giác này là nó nói về cái nạn như vậy nha mọi người nha, cũng không có gì vấn đề gì quan trọng về gớm đâu nha. Thì chết hụt là sao? Chết hụt tức là mọi người đôi khi mọi người bị cái tai nạn gì đó, ví dụ như mọi người đi tắm ao hồ sông nước rồi mọi người bị chới với lần ha đó, nhưng mà vô bờ được đó thì nó là cái nạn như vậy. Hoặc là mọi người đi bị tai nạn gì ở bên ngoài ở đường đó, ha đó. Hoặc là bị bệnh nặng gì đó lúc hồi nhỏ, cái bệnh gì đó nó cũng nặng nặng đó, thì nó chỉ nói với vấn đề như vậy thôi, thì người ta sẽ đưa vào cái tình trạng đó là chết hụt. Mấy cái thầy bà địa phương hay vậy mọi người nhé. Mình thì ghét bà cái trò nói chết hụt. Bây giờ mọi người thấy không, bởi vậy mọi người thấy mình xem cho khách, mình không bao giờ đụng chạm đến ba vấn đề chết hụt, vậy vấn ba vấn đề là nó nhỏ nhặt quá nha. Rồi tiếp đến là cái tam giác nó xuất hiện ở trên đường sinh mệnh và nó tạo lên từ cái đường thành công. Thì mọi người có còn nhớ cái đường thành công mình hướng dẫn ha, đó là cái đường này đi lên. Đây thì đây là cái đường của mình luôn, tay mình nè. Mà thì ở đây cái nói về cái quãng thành công của mình lúc lúc hồi trẻ hơn hơi giờ nha, cái thành công cũng khá lớn ha. Thì nó xuất hiện ở đây là một cái đường thành công nha, và bây giờ nó đã ở trên đây nó sẽ hình thành ra một cái đường, nó tạo ra hình một cái tam giác là nó sẽ như vậy. Đây thì cái đường tay mình nó là như vậy luôn nè. Nó có hai đường như vậy. Thì khi mà cái tam giác ở đây mọi người đã thấy nó đã hình thành hai cái tam giác đúng không? Tam giác lớn ở trên và một cái tam giác nhỏ ở dưới. Nhưng á về cái ý nghĩa của nó á, thì nó hai cái đường ở trên đây á, nó tiếp nối vô á. Nó chỉ nói đến á, là một cái sự khó khăn, một cái nạn khó của mọi người ở cái khoảng thời gian tương xứng ở cái thời điểm này. Thời điểm này và cái thời điểm này nha. Đó cho nên á là mọi người thường nhìn vào thì thấy tam giác nó xuất hiện nó lên như vậy thì thành một cái tam giác, mọi người hay hay muốn hỏi cái ý nghĩa của nó là bây giờ nó cái tam giác như vậy thì ý nghĩa nó là sao. Thì thực tế á, là khi mà luận một cái hình, một cái dấu hiệu trên tay á, là nó sẽ hình thành từ những cái đường nó đi đâm ra đâm lên rồi đâm tới đâm lui để nó tạo thành ra một cái dấu hiệu nè đó. Cho nên á, là phải giải nghĩa ra từng cái đường một. Thì vẫn giống như cái bây giờ ha, thì cái tay của mình đây á, giờ nó đã hình thành lên hai cái tam giác rồi, một cái tam giác lớn ở trên và một cái tam giác nhỏ ở dưới nhá. Thì khi mình luận cho mọi người á, mọi người muốn xem cho chính bản thân mình hoặc là xem cho ai đó thì mọi người chỉ tách riêng ra từng cái mọi người luận nhé. Cái thứ nhất là nó sẽ nói đến á, thời điểm này nè là tay mình á, đã gặp một cái nạn. Tương đối khó ở cái thời điểm ở trên này mọi người nhé. Mọi người mà mình hướng dẫn nha, mình không thể mình chỉ cho mọi người chính xác một cách chia tuổi, nhưng mà mình hướng dẫn cho mọi người cái đường sinh mệnh ấy ha. Thì ở trên đầu trên đây là cái quãng
lúc mới sinh ra thuở nhỏ nè, dần 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 lớn trung niên là trung niên ra, rồi dần 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 đi đến là cái phần học vận về sau đó, thì mình chỉ hướng dẫn cho mọi người như vậy thôi nhé. Rồi còn bây giờ thì cái nạn ở đây là cái nạn đầu tiên nó lớn nha, nó đâm ra, nó đâm từ ở trong cái gò kim tinh này, nó đâm ra nó cắt cái đường sinh mệnh và nó đi ra luôn, thì đó là một cái nạn lớn của mình đã phải gặp nhé. Rồi để tiếp đến mình cũng gặp một cái nạn lớn, một cái nạn thứ hai ha, đó thì đây là giải nghĩa luận ra từng cái dấu hiệu của nó nhé. Rồi thì bây giờ mình đã gặp một cái thành công nhé, một cái thành công cũng khá lớn nhé. Đó thì bây giờ ấy thì nó mới xuất hiện ra thành cái tam giác thôi nha. Đó cho nên á, về ý nghĩa của cái tam giác này á, thì nó chỉ tách biệt ra đó là cái thời điểm mình đã gặp khó khăn và cái thời điểm mình thành công đó. Nó là như vậy, cái ý nghĩa của cái tam giác xuất hiện trên đường sinh mệnh mọi người nhé. Khi nào á mà nó xuất hiện ra đơn lẻ như thằng này mọi người nhé, đó nó xuất hiện ra đơn lẻ như cái thằng này thì nó sẽ nói đến dấu hiệu đó là cái một cái thời điểm bạn có cái nhà cửa hay gì đó nha. Thì nó thường á là nó dấu hiệu của thứ nhất á là nó dấu hiệu của như vậy. Đó người thấy nha, đó nó xuất hiện ở trên đường sinh mệnh luôn nha, nó không có từ ở trong đi ra nha. Đó mọi người phải nhớ một cái điều nó kỹ như vậy, tức là phải ở trên đường sinh mệnh luôn, đó và không có từ ở trong đi ra. Tại vì ấy, nếu mà từ trong đi ra thì nó sẽ nói đến một cái khó khăn, một cái nạn nha. Đó thì khi mà tay bạn á nó nằm đơn lẻ một cái tam giác như vậy ở trên đường sinh mệnh thì nó sẽ nói lên á đây là một cái dấu hiệu ở cái thời điểm tương xứng nào đó là có thể bạn có thể bạn tạo dựng được nhà cửa hay gì đó mọi người nhé. Đó thì ở đây nó nói lên á là ở dưới đây nè là một cái thành công nhé. Thì mọi người cứ tách riêng ra từng cái đường để mọi người luận nhé. Ở dưới á, nó ở khi mà người dưới mình hướng dẫn mọi người ha, đó đã nó đã đi lên thì nó tạo ra một cái thành công ha. Còn ở trên này á khi mà nó chỉ xuống như vậy á, tức là nó nói lên nó là ở cái thời điểm này này, ở cái thời điểm cái của cái đường ở trên nó chú xuống á, thì mình đã hướng dẫn cho mọi người á khi mà chỉ tay á, những cái đường mà hướng thượng lên á đó là những cái đường tích cực, nó mang hướng tích cực trong cuộc sống của mọi người. Còn những cái đường á mà nó chúi xuống, chĩa xuống thì đó là cái đường là cái nói lên cái thời điểm đó mọi người có cái điều gì đó nó bị tiêu cực trong cuộc sống nha, trong công việc rồi trong cuộc sống của mọi người, có thể là nó làm cho suy nghĩ của mọi người nó bị tiêu cực nhé, là như vậy đó. Nhưng mà hai thằng á, khi mà nó kết hợp lại thì nó đến cái thời điểm mà thành công này thì nó lại tạo ra thành một cái thành tựu giống như là mọi người thời điểm đó mọi người có thể xây được nhà cửa hay gì đó mọi người nhé. Mình đã chỉ nha, đừng có từ trong đi ra nha, nó phải đơn lẻ như vậy nha. Còn nếu mà nó đã tạo ra thành từ trong như vậy, còn nếu mà nó tạo ra từ trong như vậy nó đi ra thì nó sẽ nói lên một cái nạn khó như hồi nãy mình đã hướng dẫn nha. Rồi bây giờ đến cái tam giác mà nó xuất hiện ở bên trong của cái đường vòng kim tinh này thì nó không ở ngoài nữa mà nó giờ nó xuất hiện ở bên trong mọi người nha. Đó thì bây giờ mọi người đã thấy cái tam giác mà nó xuất hiện ở bên trong như vậy nha, thì đây cũng là một cái nạn nha, đây là một cái nạn khó. Nó cũng tương xứng y như là những cái đường mà nó cắt đường kim tinh đi ra như vậy nè, nó từ trong gò kim tinh nó cắt đường sinh mệnh đi ra, thì cái thằng này là nó cũng nói đến đó là một cái nạn, nó tương xứng y như vậy, tức là ở cái thời điểm này
khi mà bàn tay của ai mà xuất hiện cái tam giác mà nó nằm ngược vào trong như vậy nhá, thì đó là cái nạn phải tương xứng ở cái thời điểm đó phải gặp mọi người nha. Còn hôm bữa thì mình có hướng dẫn cho mọi người á, là ví dụ như thằng này ha, thằng tam giác này nó đi ra như vậy mà nó tạo ra thành một cái cái như vậy ha, đó nó nối với cái đường định mệnh. Rồi mình ví dụ cho mọi người ha, thì đây là đường định mệnh mà nó nối vô, nó tạo thành một cái y như là cái hai cái tam giác đối đầu nhau như vậy nha. Thì đây cũng nói lên đó là một cái sự mất mát ở cái thời điểm này, nó sẽ báo hiệu là những người này là dễ bị mất mát về tiền bạc ha, có thể là trong cuộc sống á, cho vay mượn hoặc là cái điều gì đó, hoặc là kinh doanh làm gì đó, làm ăn gì đó ha, mà tin tưởng người ta mà bị mất mát tiền bạc ha. Thì cái thằng này nó cũng nói lên cái điều đó. Hoặc cái ý nghĩa thứ hai của nó đó là nó cũng ảnh hưởng đến cái phần sức khỏe của bạn ở cái thời điểm này, mà nó làm đến phần tiêu hao tiền bạc mọi người nhé. Ví dụ như ở cái thời điểm này á, là bạn bị cái ảnh hưởng về cái sức khỏe, bị cái bệnh nặng gì đó, nó vẫn đến những cái việc mà cái bệnh nó nặng thì nó dẫn đến cái việc phải mổ miết này nọ đó, thì cái thằng này nó thường nó hay dấu hiệu nó nói về cái điều đó mọi người nhé. Thì tổng thể về cái tam giác ở trên cái đường sinh mệnh này á, thì mọi người cứ chú ý thôi, những cái thằng tam giác á, mà nó nằm ở thường ở trên cái đoạn đầu giữa đường sinh mệnh và cái đường chí đạo, thì thứ nhất ý nghĩa của nó là nó nói về những cái nạn hồi nhỏ của mọi người, hồi nhỏ hồi trẻ của mọi người nhé. Thì cái đó là cái điều nói về cái nạn tai nạn là gặp thôi, chết hụt gì nọ á. Rồi cái thứ hai đó là cái tam giác nó được hình thành từ cái đường thành công nhé, nó được hình thành lên từ một cái đường thành công lớn ha, và những cái nạn từ trong nó đi ra đó. Thì đây chỉ là những cái để luận về một cái nạn và cái thành công thôi mọi người nha. Còn khi mà nó xuất hiện như vậy, nằm đơn lẻ như vậy, thì đó nó nói lên á là ở cái trước thời điểm đó là mọi người bị một vấn đề cái gì đó nó tiêu cực trong cuộc sống, và cái ở cái thời điểm ở dưới ha, tức là khoảng mà mấy năm gì đó, tại mọi người phải biết á, tức cứ nhích một ly thôi là có thể đi 1 năm nha. Đó cho nên là ở cái ví dụ như ở cái tam giác như vậy á, là nó sẽ nói về cái thời điểm, ví dụ như năm, mình nói ví dụ nha, mình không có nói ở cái đây là cái thời điểm năm nào nha, ví dụ như ở cái thời điểm năm 30 cái bạn bị khó khăn ở gì điều gì đó trong cuộc sống, cái ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của bạn nó giống như nó bị nản chí ha, đó thì cái đường mà nó chúi xuống như vậy là nó nói về những cái đường nản chí, cái tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng mà ở cái khoảng thời gian mà khi mà nó xuất hiện lên cái đường thẳng lên á ha, đó là khi mà bạn cái suy nghĩ của bạn nó tích cực trở lại ha, và bạn gặt hái được cái thành công, và nó khi mà nó nối lại với nhau như vậy thì nó tạo ra một cái như là bạn gặp một cái thành công gì đó, và bạn tích lũy được tiền bạc gì đó, bạn xây dựng được nhà cửa. Đó rồi còn cái ý nghĩa của cái tam giác khi mà nó đi vào trong như vậy ha, thì đây thì nó là ý nghĩa của cái nạn mà mình phải gặp nha, nó tương xứng với mốc thời gian này ha. Đó là mọi người phải nhớ nha, tại vì á, nó có hai đường như vậy á, cho nên á, là nó sẽ ảnh hưởng ở trong cái khoảng thời gian này nè. Đó, thì thằng này nó là cái nạn, nó giống như cái thằng này nè nha, cái thằng nạn mà từ trong đâm ra mà cắt đường sinh mệnh mà cắt luôn ra ngoài ha. Đó thì nó thằng này á, là cái dấu hiệu nó không tốt, nó nói về cái nạn nha. Còn hồi nãy mình có hướng dẫn cho mọi người cái ban đầu ha, là nó in rồi như thằng này nó nằm vị trí như vậy, thì nó nói về cái nhà cửa mọi người á, là ở gần cái vùng ao hồ sông nước nha. Rồi
Cái tiếp theo á, là khi mà nó đi ra như vậy, nó không còn nằm đơn lẻ mình nó nữa, mà nó nối vào với cái đường sinh mệnh, nó tạo ra thành cái dấu ít, một cái dấu ít ít ngang mọi người nhé. Đó thì nó tạo ra hai cái tam giác đối đầu, cái y như cái thằng dấu ít ở trên đây á nha. Đó thì nó nói đến là cái nạn mất mát tiền bạc. Có thể là trong công việc làm ăn của mình, hoặc là trong đó công việc làm ăn, hoặc là vấn đề về sức khỏe ở cái thời điểm đó mình bị cái vấn đề gì đó, mà nó có cái bệnh nó nặng, mình phải mổ miết này nọ đó, nha. Đó thì sẽ nói về cái vấn đề như vậy. Để mình xem còn cái gì nữa. Rồi thì nói chung á là hôm nay cái bài về cái tam giác mà ở trên cái đường sinh mệnh này á, là nó chỉ có vậy thôi, nó không có gì là ghê gớm lắm đâu mọi người. Tại vì á, cứ khi mà mình về cái chỉ tay khoa học á, là mình phải luận, mình luận 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 ra từng cái đường, để nó từng cái đường, từng cái dấu hiệu. Ví dụ như nó là tam giác thì thứ nhất á, là mình phải xem cái đường ở trên nó ý nghĩa là cái gì, cái đường ở dưới nó ý nghĩa là cái gì, để nó tạo ra thành tam giác đó nha mọi người nhé. Đó. Cũng giống như á, là ở cái này nó từ ở nó vì nó cắt từ trong đi nên nó cắt ra đường sinh mệnh, thì nó là tạo thành từ cái này thôi, nó đơn giản không vì không có gì mọi người nha. Thì khi mà mọi người cứ thấy bàn tay của mình á, mà nó có tam giác mà nó đi ra từ như vậy, nó tạo thành, tức là ở cái thời điểm trên đó mọi người gặp cái nạn khó khăn khá là lớn, và cái thời điểm ở dưới khi mà nó xuất hiện cái đường thẳng đứng lên à, đó là cái thời điểm này, ở thời điểm ở dưới á, tức là thời điểm tương lai á, là bạn thành công. Đó thì nó tạo ra một cái sự như vậy à, vì trong chỉ tay á, trong chỉ tay nhân tướng á, là mình phải luận từng cái để nó tạo thành một cái sự logic. Đó nó là cơ bản, nó là như vậy à, nó cũng dễ chứ không có gì khó mọi người. Cái quan trọng á, đó là mình phải biết ý nghĩa thật sự của cái đường đó nó như thế nào đó, để mình kết hợp lại, mình luận ra từng cái cho nó chính xác mọi người nhé. Rồi thì trong cái bài hướng dẫn buổi sáng hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho mọi người xong về những cái tam giác mà nó xuất hiện ở trên cái đường sinh mệnh mọi người nhé. Nó cũng 4 năm dấu hiệu đó ha. Thì mình xin cảm ơn đến mọi người, các anh chị cô chú trên toàn quốc, và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Mọi người đang ủng hộ mình đó, mà còn chưa subscribe thì mọi người cho mình cái subscribe mọi người nhé. Và mọi người ấn hai cái anten lên, cái chuông á, cho nó hiện hai anten lên, là mình up video là mọi người sẽ nhận được ngay nhé. Rồi mọi người like rồi tương tác á, chia sẻ cái bài mình cho đến bạn bè người thân nào đó họ yêu thích về chỉ tay nhân tướng á, thì họ có thể tiếp cận cái bài hướng dẫn của mình để họ theo dõi, và sau một thời gian họ kiên trì á, làm họ sẽ qua cái những cái dấu hiệu mình hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng á, là họ có thể tự áp dụng, họ xem được cho chính bản thân mình, biết được những cái dấu hiệu gì nó mang ý nghĩa gì nha, mặc dù là không thể biết chính xác cái năm nó xảy ra thôi nha. Rồi còn ai mà muốn liên hệ để xem cái chi tiết cả cuộc đời thì mọi người cứ liên hệ số 0908 515 792, số đó là có Zalo và Messenger. Thì cái liên hệ thì mình sẽ hướng dẫn nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong cái video sau mọi người nhé.